cái mạch này em nó rất là cao cấp, Việt Nam chưa đủ tiêu chuẩn, nó cần có 6 triệu người hải ngoại, nó cần có số có lực lượng người ở đây mới làm được. Và đồng thời người Việt Nam mình ở bỡ nó, mấy đứa nó hiếu học lắm, nó chỉ cần 3 năm thôi là nước mình sẽ gần chứ không giống nói như Nam Hàn hay Đài Loan nha, là tụi nó học được hết. Tại vì đó là một tất cả trong cái cửa tử nó có một con đường để mà sinh tồn cho cái tuổi trẻ Việt Nam. Hôm nay Hữu lên mạng nói chuyện 5 năm cũng là vì tuổi trẻ Việt Nam, mà cũng tuổi trẻ Việt Nam là người không có hiểu biết hay chửi cho Hữu bữa giờ, mà Hữu là người cứu tụi nó vì tụi nó không có tương lai. Nếu mà nó mà hơn nhất trong cái đám cả triệu đứa ở bển á thì được cái giấy đi lao động ở bên Nhật để mà hốt ba cái chất phế thải hóa học của Nhật là nó mừng rồi, để nó Việt Nam chết sớm là nó mừng rồi. Còn những đứa con gái mà hơn nhất trong cái triệu đứa đó, được cái passport đi Đài Loan để làm gái đẻ cho một ông già 80 tuổi là nó cũng mừng lắm rồi. Đó là tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Còn đứa mà con ông cháu cha mà giàu hơn á, mà cha làm bộ trưởng thứ trưởng rồi mua đưa qua Mỹ cả tỷ á, mà nó được cái passport của Mỹ mà qua đây á, mà nó mà mở được 3 tiệm nail á, nó là ông hoàng rồi. Còn nếu không á, nó cũng đi vũa nail như mọi người. Con tưởng ở Mỹ này học 4 năm lấy cái bằng kỹ sư dễ hả? Thành ra qua đó con thấy tầm nhìn á thì chưa có nhìn xa. Họ đào tạo những cái mà bây giờ sinh viên á, tốt nghiệp á, ra trường thất nghiệp một đống luôn á sư phụ. Cho nên quán cà phê nó mọc đầy, cho nên đứa nào muốn giàu á Việt Nam mở quán cà phê. Như làm bia mà kiểu ruby bia có chất hóa học của Trung Cộng. Sư phụ cứu tụi nó, không có tụi nó sư phụ không có ngồi đây. Sư phụ không có lo gì cho bản thân sư phụ và tuổi trẻ Mỹ nó có chuyện của nó. Nhưng tuổi trẻ Việt Nam sau này nó sẽ kết nối tuổi trẻ Mỹ. Để thứ nhất có lợi cho sư phụ là tuổi trẻ Việt Nam có tương lai sáng ngời. Giống như một đứa người Nhật mà đi du lịch ai cũng tôn trọng. Còn người Việt Nam đi du lịch đi tới đâu ra phía trường ai cũng ghét. Và đồng thời tuổi trẻ Việt Nam ở đây nó lớn lên nó mất gốc, nó không biết nói tiếng Việt. Khi nước Việt Nam phát triển mấy đứa mà đẻ ở Mỹ nó đi về Việt Nam thì nó biết hai thứ tí. Cho nên sư phụ có lợi cả hai á.